Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay mình sẽ làm video về cái trò game Zombie Tsunami. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái chợ, mình mua ba cái trứng xem hôm nay là mình có được may mắn không nha cả nhà. Được một cái trứng siêu phàm luôn, quá tuyệt vời. Đặt thêm cái nữa coi nào. Ten ten. Ồ, gà con chim này coi. Cái trứng nó coi hên không? Mày hả bưởi. Ok rồi, xong thấy không hên rồi, bây giờ chúng ta đi vào chiến đấu thôi nào. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng up video hết, các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi quậy thôi nào. Đây, hôm nay mình có cái gì ta, cái đầu đội cái quả bí ngô. Đúng rồi, mình có cái quả bí ngô rất là thú vị luôn á cả nhà, cho con zombie đội được. Ok, bây giờ chúng ta đi chiến đấu coi. Ten ten. Chúng ta đã được 13 anh em rồi. 13 anh em lật banh cái thùng của lộng, lật banh chiếc xe luôn. Nhảy lên. Wow, quá nguy hiểm. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Ok, được 15 anh em rồi. Cái chiếc trực thăng nó lại hại ghê luôn. Nó chọc một phát một là banh chiếc xe. Chúng ta biến được thành đầu bự đầu nhỏ rồi. Cái đầu thì bự cá xì luôn, còn cái đầu nhỏ xíu. Đó, bay lên cái đầu bự. Đó, bay lên cái đầu bự chui xuống cái đầu nhỏ. Ok, mấy cái đồng tiền bự như bánh xe bò. Perfect luôn, đụng mà không sót đồng tiền nào luôn á. Ghê chưa? 18 anh em rồi. 19 luôn. Nguy hiểm quá. Mấy cái chai bom này nó nằm thẳng hàng thẳng lối xíu, nó nằm gì đâu mà giữa đường không à. Ok, nhảy lên. Quá nguy hiểm. Rồi, thêm thằng nó đi bụi rồi. Chạy mà nó. Rồi, anh em lật xe. Tới một lật xe, đụng chiếc xe biến thành một. Ê, nguy hiểm. Rồi, thêm một thằng cu nhảy xuống đìa. Ten ten. Được 15 anh em rồi. Cố lên, cố lên. Một anh em đã nhảy xuống đìa, ổ lộn, đi bụi. Ok, lấy không, bị sót cái đồng tiền rồi. Lấy mà không rớt đồng tiền nào mình sẽ được perfect. Cái gì đây, cái gì? Rồi, chúng ta đã gia nhập đội bóng chày. Đội bóng chày này là đi đụng banh làng, banh sớm luôn. Banh máy băng, ổ lộn, máy bay, xe tăng, ưu tiên. Đây là cái con chim huyền thoại của mình đấy các bạn. Chim quyền thoại này mình đã tốn rất là nhiều công sức để đập trứng mới lòi ra được cái con chim này. Đó, con chim bự cá xì luôn. Nó cho mấy đồng tiền bự như bánh xe bò luôn á. Mình mà có mấy đồng tiền ở nhà luôn, khỏi cần đi làm. Ok, hôm nay đã được 36 não rồi, cố lên nào. Hôm nay mình sẽ cố gắng phá cái kỷ lục 109 não của mình. Cố lên. Mấy thằng đi trước là toàn là mấy thằng tự sát không à. Ôm bom cảm tử. Thấy bom nó nhảy vô. Ok, mấy cái này biến thành nó thấy chưa. Mấy thằng đi trước toàn là mấy thằng tự sát. Nhảy lên. Không cần nhảy luôn, đụng nó biến thành tiền luôn rồi. Rồi, sau một trận hư hùng thì cuối cùng mình còn được 11 anh em. Nhảy lên. Chạy lên. Cái gì đây, cái gì? Nửa banh lon nữa hả? Nãy giờ được hai lần banh lon rồi đó. Banh cái đầu bự cá xì luôn. Coi nào, tiếp theo là cái gì đây? Đen đèn. Được bay hoài luôn. Nên là có cái banh lon này không thôi mà bay như vậy là anh em mình chắc rớt hết luôn á. Đó, đầu bự đầu nhỏ. Cái đầu thì bự cá xì luôn mà bây giờ mất tiêu cái con. Mất tiêu cái quả bí ngô của mình rồi. Quả bí ngô xinh đẹp của mình đã bị chết queo rồi. Bây giờ tốc độ đang hơi bị nhanh nè cả nhà. Tập trung cẩn thận nha. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Mấy chiếc xe nó đều biến thành tiền hết trơn rồi. Mới được 51. Lộn 50 thôi. Cố lên nào. Anh em nhà ta sẽ cùng cố gắng. Trời ơi, nó chui vô bom không à. Nó chui vô bom biểu sao nó không chết.
Ok, chúng ta đã có quả bí ngô rồi, cố lên nào anh em. Cố lên nào. Oh yeah. Oh yeah, được 57 anh em rồi. Đam đi, hôm nay mình sẽ cố gắng phá cái kỷ lục 109 mạng. Cố lên. Cố lên nào. Oh yeah, đụng banh cái thùng rác luôn rồi. Hình quá. Cuối cùng vẫn còn được 7 anh em. Lên được 9 luôn rồi. Rồi xong, anh em tôi đâu hết rồi. Anh em tôi nhảy xuống đè chơi hết rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi lại thôi nào. Ten ten. Ok, không sao hết, dạng sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu làm biến. Ten ten. Ok, được 11 rồi, 11 anh em đã vào tem. 11. Ô, tiền được 70 tiền à. Mèo quá. Cứ từ từ. À, chúng ta có giác theo cái viên thuốc nữa nè cả nhà. À, uống thuốc này vô là sẽ như phim Hồng Kông luôn á. Tem tem, 12 anh em đã vào tem rồi. Cả nhà ai chưa đăng ký làm thành viên kênh HNT Channel thì hãy đăng ký nha. Ok, những cái đồng tiền bự như bánh xe bò đang nằm trước mặt của chúng ta. Giờ chúng ta phải cố gắng lấy nó thôi. À, quá tuyệt vời luôn. Bô phép quá nào. Hồng dính được bô phép rồi. À, cái con chim tiền. Cái con chim tiền nó cứ sáng sáng hoài luôn á. Oh yeah, chúng ta đã có được cái gold rồi. Gold là biến mọi thứ thành màu vàng luôn. Đó, đụng đụng bom cho tới xe tăng, nhà xác, lộn, máy bay, thật thắng đều sẽ biến thành màu vàng hết. Ok, cố lên nào. Sao mọi chuyện còn đang trong tầm kiểm soát. Quá nhẹ luôn. Mười mấy anh em dư sức đợt chiếc xe 8 chỗ. Những chiếc xe 4 chỗ thì nhắm mắt cũng vượt qua rồi. Coi là tiền mà nó cứ dục vô mình không à. Không muốn lấy cũng không được. Cái này là cũng nghèo cũng khó nữa. Quá nguy hiểm. Những cái đèo này có khi là nó rất là đơn giản nhưng có khi là nó rất là dốc luôn. Mình là phải luyện tức mát chiêu luôn rồi mà vẫn còn bị rớt. Ok, tập trung lên, căng thẳng lên. Đúng rồi, tập trung căng thẳng lên. Oh yeah, cái này cái gì đây. Con sóng tsunami cho nó cao lúc cấy luôn. Các bạn chỉ cần bấm nhiều lần vô thì cái con sóng sẽ càng cao lên. Quá tuyệt vời luôn, cao quá trời cao luôn. Cái con sóng này là gặp cái gì là nó dập cái đó. Gặp tiền nó cũng lệnh luôn. Không có tốn công cực khổ gọi là mò kim lấy biển nữa. Ten ten, hiện tại chúng ta đã được 31 cái não rồi. Rồi về, cố lên nào, cố lên nào. Được 1018 tiền. Ten ten, ăn bơm luôn. Trời ơi, tội nghiệp mấy thằng nhỏ nhảy vô bơm luôn. Cẩn thận, quá nguy hiểm. Không sao, anh em chúng ta vẫn còn đông. Ôi. Oh yeah, lọt đều hết luôn. Anh em ta chúng ta đang tập nhảy tự sát. Ok, perfect luôn. Perfect là không lụm mà không rớt đồng tiền nào, chúng ta sẽ được perfect. Hên quá. Nhờ đụng vô chiếc xe là nó biến thành tiền, chứ không chiếc xe đó nó cản mấy con này không chạy nổi luôn á cả nhà. Cố lên, cố lên, cố lên. Oh yeah. Cái gì đây, cái gì? Cái gì? Chúng ta đã biến thành con quái vật khổng lồ rồi. Đó, con quái vật này là nó phá hoại gọi là chuyên gia luôn á. Cẩn thận rồi, lọt cha con quái vật xuống đìa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra đập thêm vài cái trứng xem cái sự may mắn của chúng ta hôm nay như thế nào nha. Ba cái thôi, không cần nhiều đâu. Một. Oh my god. Ten ten. Cái trứng này rồi, không ra cái trứng gì mà ngon hết. Nó phải ra cái trứng gì mà nó hấp dẫn. Trứng trắng mà thôi, chúng ta sẽ đi ghép thôi. Chúng ta đi kết hợp nó mấy cái con lại. Đây, con ma nghèo túng với con ma não to nó sẽ ra cái con gì? Ấm ba la xì bồ. Con gì đây, con gì? Ra cái trứng rồi lại cái trứng cái trứng siêu phàm. Ok, chúng ta gõ quả trứng siêu phàm thế nào. Rồi ra con nhỏ mập bự.